các đồ đệ nữ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai chấp 285. Ha ha, ha ha, đã tiêu hết linh lực lão gia để lại mà suýt chút nữa cũng không chặn được. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu tới vậy, mệt chết rồi. Cảm ơn tiền bối đã hai lần ra tay giúp đỡ, xin hỏi tiền bối là... Đợi đã, các ngươi đừng qua đây, đợi ta chút. Được rồi, tiền bối, tỷ đây là, kìa. Bổn tiểu thư là đối tác mà sư phụ của hai ngươi tin tưởng nhất nhất, đồng thời cũng là người giám sát cho lần rèn luyện này, ta nhận mệnh lệnh của lão ra tới bảo vệ sự an toàn cho hai ngươi. Linh tức của người phụ nữ ban nãy có đặc tính hủy hoại linh hồn, nếu không phải ta ra tay thì các ngươi tiêu thật rồi, hai ngươi nên cảm ơn ta đàng hoàng vào. Đối tác ư, tiền bối là thần thú khí linh ở thế giới nhỏ của sư tổ sao? Linh tức kỳ lạ bên ngoài thành đạo cảnh, trong thế giới nhỏ có thể chứa không quá 10 người, ta lại không nhớ được sự tồn tại của ngươi sao? Hừ, người ta không phải thần thú khí linh, ta cao cấp hơn chúng nhiều, đây là lần đầu ta hiện thân thực thể, trước đây ngoài lão gia, ngay cả đại tỷ vô lượng cũng chưa từng gặp ta, tiểu đào lân ngươi không biết ta cũng là chuyện thường thôi. Và lại các ngươi chỉ cần biết ta và sư phụ các ngươi là đối tác hoàng kim tốt nhất thế giới là được rồi. Linh tức trên người tiền bối gần như giống hệt với của sư phụ. Đó là đương nhiên, sức mạnh của ta phần lớn đều là sư phụ các ngươi cho ta, linh tức tương đồng là rất bình thường. Vậy bọn ta nên xưng hô thế nào, tiền bối? Xưng hô là gì, các ngươi gọi là thiên sứ tỷ tỷ đi ngang qua đi. Bây giờ nguy cơ siêu to đã được giải quyết rồi, ta phải lập tức báo cáo cho sư phụ các ngươi chuyện vừa xảy ra và người phụ nữ mặc áo choàng đen mới được. Hai ngươi tiếp tục rèn luyện đi, ta rời đi một lúc, trước khi ta quay lại các ngươi tạm thời đừng chạy lung tung, nếu không ta không bảo vệ nổi. Đã rõ. Thiên sứ tỷ tỷ biến mất rồi. Không có linh lực lưu động cũng không có quỹ đạo năng lượng dịch chuyển, cứ như là biến mất trong không khí vậy, đây là loại pháp thuật gì chứ? Hả, tỷ cũng chưa từng thấy qua sao? Ngay cả tỷ còn không nhìn ra, đúng là một người kỳ lạ. Đã thế còn liên quan đến sư tổ, lại còn bảo chúng ta không được rời đi, đành phải nghe lời cô ta một lần vậy. Đúng lúc ta cũng muốn nhân thời gian này xác nhận một chuyện. Xác nhận, trước đó khi ta và tỷ chia nhau ra hành động, lão nương bị đánh lén bởi kẻ tôm tép mà tên đầu chọc đó sắp xếp. Ba con cá tạp đó đều là loại khắc chế ta không có đánh lại, còn tưởng là phải tới chỗ tiểu hắc làm thêm cơ. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc ta tỉnh lại thì ba con cá tạp và thú chú nguyên đều bị tiêu diệt rồi. Mà đúng khoảnh khắc bị công kích ban nãy, mặc dù rất yếu ớt nhưng ta cảm thấy rõ được bên trong có thứ gì đó đã tác động tới ta, người giúp ta trước đây chính là ngươi nhỉ. Thần tướng của lão nương. Có gì cần ta giúp không? Không có, đã bổ sung xong linh lực rồi, trước đây ta đã thấy tiểu tô dùng thần tướng này nhiều lần rồi, sẽ không có vấn đề gì. U tỷ, tỷ đứng xa ra chút. Ha! Ý chí ẩn chứa trong cơ thể, bản ngã chân thật nhất. Nghe thấy tiếng gọi của A Nam ta thì hiện thân đi. Tới rồi. Bảo bối của lão nương. Thần tướng. Không phải, ngươi là ai? Thần Châu Tam Tổ, Sivu Đại Đế trong truyền thuyết Thần Châu Cổ. Làm sao, lão phu không giống hả? Nha đầu Mộc Kiếm, ngươi lại đây giải thích cho nha đầu ngu xuẩn này. À, không phải ngươi trước đây đã cảm nhận qua sức mạnh của lão phu rồi sao? Mặc dù hầu hết thần khí lần đầu tiên kề vai chiến đấu đều sẽ mất đi ký ức sau khi thăng cấp, nhưng ta nghĩ ít nhiều ngươi vẫn còn chút cảm giác nào đó còn sót lại trong cơ thể. Là lúc đó. Tiền bối, xin người hay sử dụng ta lần nữa, ta vẫn muốn được biến thành hình dạng lúc trước một lần nữa. Không làm được. Thần trí và linh lực còn sót lại còn lão phu đã dùng hết cho nha đầu này biến đổi thể chất rồi, đó là thủ đoạn dưới đáy hòm của ta để bảo vệ tính mạng. Nha đầu, chẳng lẽ tới tận bây giờ ngươi vẫn không phát giác ra sự thay đổi bên trong cơ thể ngươi sao? Sự thay đổi trong cơ thể. Nguy rồi, linh hải của ta, màu xanh, không phải. Mẹ nhà ngươi, linh hải nguyên bản của người ta màu tím rõ tốt, ngươi đã làm gì ta? Màu xanh, đây không phải là biến thành cấp thấp nhất à, ngươi đền linh hải tím cho ta. Hứ, đồ không biết trên dưới. Im mồm cho lão phu, ai ra? Ai nói với ngươi linh hải màu xanh là cấp thấp nhất, ngay cả cấp của linh hải cũng không phân biệt được, rốt cuộc tiểu dạ đã dạy ngươi kiểu gì vậy? Nha đầu chết tiệt nghe rõ cho lão phu, tu đạo giả bình thường, linh hải thường chỉ có 4 phẩm bậc xám, lam, tím, vàng, nhưng nếu ngưng tụ ra linh hải khác trừ 4 màu này ra, thì đó chính là biến dị kim linh hải, trong hàng triệu người tu đạo giả mới sinh ra được một. Vì để cải thiện thể chất quá yếu của ngươi, lão phu đã tốn rất nhiều linh khí, không dễ dàng gì mới định hình lại được huyết mạch trong người ngươi.
Thế nên, bây giờ ta cũng là thiên tài sở hữu Kim Linh Hải rồi à? Hừm, đương nhiên rồi, hơn nữa đây chính là bính ngọ lưu ly hải giống y hệt của lão phu năm xưa, là độc nhất vô nhị trong tam giới. Cái đó, không có chiếc bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống, ngươi hẳn là không phải cho không ta Kim Linh Hải này nhỉ? Hừ, đúng là không phải cho không, nhận linh hải của lão phu thì ngươi phải giúp ta làm một việc. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải là làm việc tàn nhẫn, đi ngược lại với đạo đức của ta thì ta đều giúp ngươi làm. Hồn khí của lão phu đã nhập thành một với ngươi, sau này ngươi chính là truyền nhân của Sivu ta. Nhưng bây giờ ngươi rất yếu, không thể cung cấp cho lão phu quá nhiều linh lực, đó chính là lý do tại sao ta lại ở đây. Tuy nhiên, không sao cả, từ nay về sau ta sẽ dốc hết tâm huyết truyền dạy cho ngươi toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của ta, đồng thời nghiêm khắc giám sát ngươi luyện tập mỗi ngày. Với sự hướng dẫn của ta, trong vòng vạn năm, không, chỉ trong vòng ngàn năm, ngươi nhất định sẽ đắc đạo. Vậy cái giá phải trả là gì? Dạ tiểu tử đã từng nói, truyền nhân của nhị đế Viêm Hoàng đương thời, một người là nữ nhân của hắn, một người là đệ tử của hắn. Chuyện lão phu nhờ ngươi làm rất đơn giản. Sau khi ngươi thành đạo, lão phu muốn ngươi thách đấu hai truyền nhân hỗn đản đó của Viêm Hoàng. Hãy đánh chúng thật mạnh cho lão phu. Trọng Hoa tỷ, Thiên Phàm sư bá. Không phải, Sivu đại đế, ngươi đang đùa ta đúng không? Đánh nhau với bọn họ, ngươi có chắc người bị đánh không phải ta? Giới thiệu chấp sau, là một trong ba vị thủy tổ của Thần Châu, chắc năng lực của ngài không kém hơn bọn ta họ nhỉ. Không phải ta không tin người, mà là ba tiểu bối bọn ta muốn mở mang tầm mắt, nếu không người bảo ta làm truyền nhân của người, mà ta lại không đánh lại bọn họ thì sao? Quyền năng của Sivu. Quyền năng của lão phu, ừ. Ngươi có từng nghe câu nói này chưa? Dưới gầm trời này đều là đất vua trị, mọi con dân đều là thần dân của vua. Liệu Tiêu Nam có thể lĩnh hội được tinh túy? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.